Chắc là kịp em nhá. Vâng. Thực hiện cuộc gọi video với hình ảnh và âm thanh ổn định, dù xe vẫn đang di chuyển trên đường. Đường truyền tốc độ cao đang là lợi ích mà 4G đem lại cho người dùng. Hai máy điện thoại cùng cấu hình, một máy dùng SIM 3G, máy còn lại dùng SIM 4G. Phần mềm kiểm tra cho thấy tốc độ download của 4G nhanh gấp hơn 3 lần so với SIM 3G. Tải một ứng dụng VTV Go với dung lượng 52MB. SIM 4G mất 6 giây, trong khi SIM 3G phải mất đến 22 giây. Hay cùng một video chất lượng HD trên YouTube, SIM 4G cũng cho thấy tốc độ vượt trội với âm thanh và hình ảnh ổn định. Có dịch vụ 4G ấy, thì tôi có thể họp trực tuyến được ngay. Thì chất lượng thì bây giờ tôi thấy là khá là ổn định, không bị giật lag như 3G trước đây. Với tốc độ cao và chi phí cũng khá là rẻ, chỉ khoảng tầm 40.000 một tháng thôi, thì hỗ trợ cho mình khá nhiều trong việc học cũng như là việc giải trí hàng ngày là lướt Facebook. Theo các chuyên gia, số người dùng điện thoại thông minh đang gia tăng mạnh mẽ. Chất lượng 4G của nhà mạng nào nhanh, ổn định và phủ sóng trên cả nước sẽ là lợi thế để giữ chân người dùng.